Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV. Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh vẫn đang tình trạng ổn định nên nhiệt độ trong sáng sớm hôm nay ở các tỉnh vùng núi dao động trong ngưỡng từ 10 đến 12 độ, trời rất buốt. Đến trưa chiều, không khí lạnh bắt đầu suy yếu nhưng chậm, dẫn đến nhiệt độ cũng tăng lên một chút đáng kể, với nhiệt độ ở vùng núi tăng lên dưới 20 độ. Còn ở khu vực Trung Du và vùng đồng bằng với mức nhiệt là từ 20 đến 22 độ. Dự báo đến ngày 29 tháng 11 sẽ tiếp tục có thêm một đợt không khí lạnh mới tăng cường tràn xuống, làm cho miền Bắc rát buốt kéo dài cho đến đầu tháng sau. Lưu xuống miền Trung, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với đới gió đông trên cao nên khu vực từ Quảng Trị trở vào cho đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi cao hơn. Về nhiệt độ, do có mưa nên toàn vùng giảm nhẹ, với mức nhiệt cao nhất từ khu vực Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế dao động trong khoảng từ 21 đến 24 độ, trời rát cả ngày. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Định nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 đến 27 độ. Còn khu vực từ Phú Yên đến Bình Thuận nhiệt độ cao hơn, ở ngưỡng từ 27 đến 30 độ. Lưu ý về đêm, ở các tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Bình, nhiệt độ hạ xuống thấp chỉ còn dưới 16 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cũng hạ xuống từ 17 đến 19 độ, trời rát buốt. Nhìn xuống phía Nam là cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong ngày hôm nay, cả hai khu vực đều có nắng, với mức nhiệt cao nhất ngày ở Tây Nguyên từ 27 đến 30 độ. Còn ở Nam Bộ, mức nhiệt duy trì từ 31 đến 32 độ. Về chiều và tối, do ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo nên ở hai khu vực trên có mưa rải rác vài nơi. Kết hợp với không khí lạnh tràn xuống nên nền nhiệt ở hai khu vực này tiếp tục cũng giảm theo. Cụ thể, ở Tây Nguyên nhiệt độ hạ xuống dưới 19 độ. Còn ở Nam Bộ, chủ yếu là các tỉnh miền Đông với mức nhiệt từ 20 đến 22 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sấy và gió giật mạnh. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì từ nay đến hết năm 2021 sẽ xuất hiện khoảng từ 2 đến 3 xoáy thuận nhiệt đới là áp thấp nhiệt đới hạt bão trên khu vực Biển Đông và có thể đổ bộ vào đất liền nước ta, ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.